Yên mất mạng luôn. Bực thế. Tiền nó mất mạng. Nay cả mạng điện thoại nó tiền nó mất mạng luôn đi chứ không phải nè. Vâng, vì một số lý do kỹ thuật nữa bên em xin trở lại với buổi báo giá ngày hôm nay. Xin lỗi anh chị quý vị dành rất là nhiều nhá. Đấy, mạng mẹo này hơi kéo một chút này. Mai em sẽ cho kỹ thuật xem lại mạng đến như nào. Đấy, xin lỗi dành mình ạ. Vâng, thì em Tùng xin lỗi dành mình và tiếp tục vào buổi báo giá ngày hôm nay nhá. Vâng, chào bác Phạm Thuật, chào bác Đồng Hiệp. Đấy, tiếp tục báo giá lại đây gia đình ơi. Chevrolet Aveo 2017 225 triệu đồng đang được bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhé. Xe mang biển 14, đây 14 Quảng Ninh tư nhân chính chủ, không dịch vụ taxi, la sang đúc, có vành điện chống bó cứng ABS, lốp lắp, sơn xi máy số keo chỉ thì còn chất còn đẹp này. Đấy, mạng hơi kém một chút nhá, em Tùng xin lỗi cho mình. Em lại quay lại với buổi bước sóng báo giá trình này đây. Xin lỗi anh chị mình rất là nhiều ạ. Vâng, thì hôm nay bên em có mới về một chiếc xe mới nhá. Tucson 2009 295 triệu đồng. Đấy, Tucson 209 gửi anh chị quý vị đây. Tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Vườn Đỏ. Xe thì mang động cơ 2.4 2 cầu. Đấy, 295 triệu đồng gửi gia đình của mình. Vâng, chắc Lâm Nguyễn này. Chào bác Lam Thành Đỗ này, chào đại đình nhà nhá. Đấy, sóng hơi kém một chút, hôm nay còn lỗi kỹ thuật. Thì em xin phép lại báo giá mình ra đây. Đấy, để ủng hộ em cả nhà miễn cho em xin 57 lượt like, 57 lượt chia sẻ đi toàn thể anh chị quý vị gia đình ơi. Vâng, đằng trước máy quay nhé, xin giới thiệu anh chị quý mình những mẫu xe tầm phân khúc 250 triệu này. Bác nào đang mua xe tầm 250 triệu đồng quan tâm cho tầm hai mẫu này này. Hyundai Grand i10 2014 đăng ký năm 2016 nhé. Con này bên em đang bán với cửa tiền gia đình nhà mình 235 triệu đồng thôi. 235 triệu đồng, bản đủ full kịch, la sang đúc, phanh điện chống bó cứng ABS, xin nhan trên gương, gương kính cụp sạc điện, vô lăng túi khí, tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng. Vâng, chào bác Đặng Kiên Đình, có xe có test hãng không? Ok, xe có test hãng nhá. Đấy, anh đang quan tâm mẫu là nhắn tin trực tiếp cho em qua phán biết đi. Đấy, có test hãng cho anh nhá, cam kết cho anh này, xe không đâm đụng, không va chạm, không thủy kích gặp nước, cũng như là không vướng mắc một chút nào về vấn đề pháp lý ạ. Vâng, cháu Đức Chính, ô tô cũ Hải Dương này. Đấy, cạnh mẫu i10 vừa rồi. Thì tiếp tục giới thiệu anh chị quý vị gia đình nhà mình. Đấy, một mẫu Gentex nhá. Gentex 2010 đăng ký năm 2012. Đấy, động cơ 1.2, số tự động đăng ký là 5 chỗ ngồi. Con này thì sơ cho anh chị quý vị gia đình nhá. Mạng kém thế. Vâng anh à, thế anh xem lại đường truyền em nhá. Vâng, hôm nay mạng hơi kém một xíu rồi, vừa đã mất mạng một lần rồi. Mai em sẽ cho anh em tổ kỹ thuật để xem lại hệ thống mạng mẽo nào để phục vụ anh chị mình tiếp tục nhá. Vâng, chào bác Đặng Ngọc Đình này, chào bác Nguyễn Khôi. Có 5 chỗ gầm cao không anh? Có 5 chỗ gầm cao anh nhá. Đây, 5 chỗ gầm cao đây, bác tham khảo cho em một mẫu về mới về đây. Hôm nay thì bên em mới về con Tucson 209 đăng ký năm 2010. Đấy, 295 triệu đồng này. Đấy, gầm cao gửi đến gia đình nhà mình nhá. Nay xong dép IBM nhá. Ok bác ơi. Đấy, chào tất cả bác vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Đây, gầm cao lấy 5 chỗ, bác tiếp tục tham khảo cho em một lửa nhá. Gầm cao 5 chỗ đây. Thì bên em đang có một con Honda CRV 2009 nhá bác ạ. Honda CV 209 màu đen, 405 triệu đồng này. Máy số keo chỉ sơn xi nguyên zin nhá. Đấy, bác mà quan tâm dòng gầm cao 5 chỗ ở bên em nó có hai chiếc này. Đấy, 405 triệu đồng Honda CRV 2.4 số động và Tucson 2009 đấy nhá. Vâng, chào Xuân Hòa này. Chào Đặng Ngọc Đình, chào toàn thể anh chị mình vừa vào xem buổi livestream hôm nay. Vâng, chào Lân Nguyễn nhá. Vừa ở cái góc này thì em đã giới thiệu đến hai đầu 5 chỗ đến gia đình mình này. Thì trước máy quay đây xin giới thiệu anh chị quý vị mình một mẫu 7 chỗ đến nhà Kia nhá. Zondo 2016 đăng ký năm 2017, màu trắng 7 chỗ, la răng đúc phay 4 bánh này, lốp láp mới, có bánh điện chống bó cứng ABS nhá. Quay mấy con 7 chỗ cho anh với. Đây, 7 chỗ đây anh ơi. Zondo 2016 đây, 2.0 số động, 7 chỗ ngồi. Đấy, một hãng xe đến nhà Kia đấy. La răng đúc phay lốp láp đẹp, phanh điện chống bó cứng ABS thì trang bị rồi. Xin nhan trên gương, gương kính cụp chạy điện. Máy số keo chỉ sơn xi thì nguyên zin. Vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển này.
gãy số thể thao này, cam đồi cam hành trình đầy đủ rồi nhá. 7 chỗ gia đình tin nhà Kia 470 triệu đồng, hỗ trợ trả góp, bao rút hồ sơ ship xe toàn quốc cho chị quý vị gia đình nhận. Đây nhá, 7 chỗ thì bên em đang có vài đầu nữa, anh tham khảo cho em đi. Ngoài mẫu Zondo vừa rồi, tiếp tục giới thiệu gia đình mình 7 chỗ đây. Toyota Innova 2011 đăng ký là bánh năm 2012. Xe này mang động cơ 2.0 số sàn, 7 chỗ ngồi đấy, vua dòng 7 chỗ của anh chị quý vị cho mình nhá. La răng đúc này, lốp láp đẹp, có bánh đĩa chống bó cứng ABS, sơn xi máy số keo chỉ còn đại chất luôn. Con này bên em đang bán với cửa tiền là 325 triệu đồng. Tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng nhá, 15 Hải Phòng thành phố Hoa Phượng Đỏ ạ. Vâng, chốt đồng Phạm Nga cho đồng nghiệp vừa xem buổi livestream hôm nay này. Đấy, chào đại đình nhá. Đây bên chỗ này thì có mấy dòng 7 chỗ em giới thiệu tiếp tục gia đình nhá. Toyota Innova 2006 240 triệu đồng, bản G. Đấy, tư nhân chính chủ 29 Hà Nội phố đây. Đấy, la răng đúc, có vành đĩa chống bó cứng ABS này. máy số keo chỉ sơn xi còn nguyên zin, vô lăng 4 trống, túi khiên toàn trên vô lăng nhá. Đấy, cáp đôi cam hành trình thì đầy đủ rồi. Con này thì bên em đang bán với cửa tiền cho đại gia đình mình tham khảo là 240 triệu đồng. Đấy, 7 chỗ có vài mẫu đây. 7 chỗ nhà mình với tầm tiền hơn 100. Tham khảo cho em đi. Zoyli 2004 đăng ký bánh 206 nhá. Đấy, la sáng đúc 4 bánh này, máy số keo chỉ sơn xi thì còn luật còn đẹp nhá. Đấy, 135 triệu đồng thôi. 135 triệu đồng cho mẫu Mitsubishi Zoyli 2.0 này. Không có tiếng. Anh em ok. Alo. Alo. Có tiếng chơi gia đình nhỉ? Em cho em là có tiếng chứ nhỉ? Để em xem này nào. Vâng, là đằng trước mấy mẫu 7 chỗ rồi, giới thiệu anh chị quý mình một mẫu xe số động nhá. Xe số động 5 chỗ đây, đến từ nhà Kia nhá. Kia Morning 2011 đăng ký lăn bánh năm 2012. Đấy, động cơ 1.0 số tự động, đăng ký 5 chỗ ngồi. Con này bên em đang giao bán với cửa tiền cho đại gia đình nhà mình là 215 triệu đồng thôi. 215 triệu đồng anh chị quý vị nhá. Số động máy eco nhập Hàn. Đấy, la răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS, xin nhan trên gương, gương kính cụp sạc điện nhá. Đấy, 215 triệu đồng cho mẫu Kia màu ghi này ạ. À vâng có ạ. À vâng có ạ. Nhà mình các bác mà nào mà chưa nghe thì tiếng nhá, thì xem lại đường truyền hộ em Tùng một xíu đi. Xem lại đường truyền hộ em một xíu đi gia đình ơi. Vâng, cháu Lưu Hoàng này, cháu Đức Lê Ba, chào đại đình mình. Đây, vừa nào. Báo giá chỗ này này. Đây. Báo giá chỗ này nhá. Đây, báo giá vài đầu đây. Vài đầu tập lái chương trình mình cùng tham khảo đây. Toyota Vios 2006 đăng ký là bánh 207, 135 triệu đồng màu bạc. Đấy, một dòng xe tập lái này loanh quanh hơn 100 triệu cho anh quý vị nhà mình. Các bác nào muốn chọn mình một mẫu sedan 2 đầu tập lái, tránh mưa tránh nắng, bổ túc tay lái, cứng tay lái, vững tay lái này, tham khảo cho em ngoài đi. Toyota Vios 2006, máy số keo chỉ có đại chất nhá, tuy nhiên chính chủ 34 Hải Dương. Cảnh mẫu Toyota Vios 2006 rồi, tiếp tục báo giá anh chị quý vị này. Đấy, số động loanh quanh hơn 200 đây. Đấy, Kia Morning 2008 đăng ký là bánh 2010 nhập Hàn. Đấy, con này bên em đang giao bán đại gia đình mình với cửa tiền là 190 triệu đồng, 1.0 số tự động, máy eco đấy, máy số keo chỉ sơn xi còn chất còn đẹp nhá. Con này thì bên em hồ sơ đã cầm tay rồi nhá, hồ sơ đã cầm tay rồi nên những thủ tục mà sang tên đổi chủ bấm biển mới cho anh chị quý vị trong ngày thôi nhá. Vâng, chóc 7 tại gia, chóc Phạm Trách này, chóc Thu Nguyễn, chóc Lưu Hoàng, chóc Đức Lê, chóc Lam Nguyễn Thành, chào toàn thể anh chị quý vị gia đình ạ. Đây em xem mà. Các bác đang hỏi những dòng tập lái đúng không? Đây em xem mà. Để giới thiệu tất cả những đầu xe mà nhanh quanh hơn 100 triệu anh chị mình cùng tập lái nhá. Như thế nào? Bác 7 tại gia, Zoyli bao nhiêu? Đấy đúng không ạ? Đây Zoyli đây. Con này đây, 2004 đăng ký là bánh 206 này. 2.0 số sàn nhá, 125 triệu đồng thôi. 125 triệu đồng cho mẫu Mitsubishi Zoyli để bác nhá. Đấy, bác 7 tại gia mà đang quan tâm dòng Mitsubishi Zoyli này. Đấy, quan tâm cho một mẫu này và một mẫu nữa nhá. Đấy, xem buổi livestream này quan tâm một mẫu nữa nhá. Lanh quanh tầm 130 thôi. Đấy, lanh quanh 130 các bác ạ. Đây, tiếp tục với số tự động mà lanh quanh phân khúc 200 nhá, mình tham khảo cùng em này. Kia Morning số động đời 2010 màu trắng.
đăng ký lăn bánh năm 2012. Xe này mang động cơ 1.0 máy eco 5 chỗ. Đấy, tuy nhiên chính chủ 15 Hải Phòng. Cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp này, la sáng lúc lốp láp đẹp. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi còn đại chất luôn. Cam rồi, cam hành trình đầy đủ rồi. 215 triệu đồng. Bao rút hồ sơ cho anh chị quý vị gia đình mình á. Đây cạnh một cạnh mẫu một đầu rồi này. Tiếp tục báo giá anh chị quý mình một mẫu hai đầu. Anh quanh 200 đây. La Chetti 2012 đăng ký là bánh 2013. 1.5 số sàn đầy độ lên phong cách của mẹc rồi. Đấy, độ lên phong cách của mẹc rất đẹp đây. Rất là trường xe, rất là dài xe này. Con này thì bên em đang giao bán với anh chị quý vị nhà mình với cửa tiền là 190 triệu đồng thôi. Tư nhân chính chủ 34 Hải Dương. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi còn đại chất luôn. Đấy, 190 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng, còn ra lộc sâu cho đại gia đình mình ạ. Đây. Vâng, chào góc Huy Thủy này, chào toàn thể anh chị quý vị nhá. Đây. Hyundai Grand i 12 16 số sàn. Động cơ 1.0 bên em đang giao bán với cửa tiền cho đại gia đình mình tham khảo là 240 triệu đồng. Đấy, tuy nhiên chính chủ không dịch vụ taxi. La sáng đúc lốp náp đẹp, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Đấy, đăng ký đăng kiểm còn khá là dài. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. 240 triệu đồng cho mẫu Hyundai Grand i 10 đời 2016 trước máy quay em đây nhá. Đấy. Để em để lại hai số line này đấy. Để mình cùng tham khảo thêm nhá. 0343540999 và 0347701777. Đấy, hai số like thì em để trên màn hình này. Cả nhà mình đang quan tâm sâu đến dòng nào nhé, để lại bình luận hoặc là nhắn tin trực tiếp qua fanpage, hoặc là hai số like em để trên mình để em cùng tư vấn và làm giá sâu hơn cho đại gia đình mình nhé. Đây rồi, góc này thì có vài mẫu xe khá đẹp đây. Xin giới thiệu anh chị quý mình trước máy quay em đây này. Đấy, một chiếc gầm cao máy thoáng 5 chỗ nhá. 5 chỗ đây. Mitsubishi Outlander 2016, đăng ký và lăn bánh năm 2017. Con này bên em đang giao bán với cửa tiền đại gia đình mình là 555 triệu đồng thôi. 555 triệu đồng. La răng đúc này, nốp láp đẹp, máy số keo chỉ sơn xi còn zin, còn chất nhá. Hỗ trợ trả góp đấy, bao rút hồ sơ cũng như là hỗ trợ mọi thủ tục mua bán cho đại gia đình mình. Đấy, Mitsubishi Outlander 2016, số tự động 555 triệu đồng. Cạnh mẫu Mitsubishi Outlander 2016 rồi. Tiếp tục giới thiệu cho anh chị quý vị cho mình một dòng tập lái 5 chỗ đây nhá. Xe được mang tên là La Chetti 2009, đăng ký lăn bánh 2012. Đấy, động cơ 1.5 số sàn. Đăng ký 5 chỗ ngồi, tư nhân chính chủ 98 Bắc Giang nhá. Đấy, 145 triệu đồng thôi. Gia đình nhà mình đã có một mẫu sedan 2 đầu. Đấy, tập lái tránh mưa tránh nắng là một này, bổ túc tay lái, phục vụ những nhu cầu từ cơ bản đến giao lưu gặp với bạn bè của đối tác nhá. Màu đen rất đẹp đây. La Chetti 2009. 145 triệu đồng. Cả nhà anh ơi đang xem buổi live stream ngày hôm nay, hoan hỉ cho em Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ đi. Cảm ơn gia đình rất là nhiều nhá. Vừa là La Chetti 209 này. Tiếp tục ở chỗ này thì em lại có một con La Chetti nhá. La Chetti 207, 1.5 số sàn, 140 triệu đồng của anh chị quý vị mình. Đấy, bao rút hồ sơ nhá. Bao rút hồ sơ thì anh chị mình. Đấy, rất là nhiều giờ đầu xe mình cùng tham khảo đây. 5 chỗ rồi này, 7 chỗ này. 7 chỗ tầm trung đến từ nhà Chevrolet. Đấy, Vivante Chevrolet 2009, 2.0 số sàn 7 chỗ ngồi, xe gia đình. Bên em đang bán với cửa tiền là 165 triệu đồng nhá. La sáng đúc lốp láp đẹp, cặp tiền pha này còn sáng còn trong, không có rượu bóng mờ. Đấy, Vivante Chevrolet 2009, 160 triệu đồng. Cạnh mẫu Vivante rồi, tiếp tục báo giá cho anh chị của mình nhỉ. Một dòng La Chetti Scenic Daihatsu đây. Đấy, số rộng động cơ 1.6 nhá. Xe được sản xuất năm 2010, đăng ký vào năm bánh năm 2012. Ấy, con này bên em đang giao bán với cửa tiền đại gia đình mình là 255 triệu đồng thôi. 255 triệu đồng nhá, bao rút hồ sơ đình mình. Đấy, sedan là đầu phân khúc hạng C, cửa sổ lóc, xin nhan trên sườn xe, gương kính cụp xe điện nhá. 255 triệu đồng ạ. Vâng, chào Bá Thủy, chào Thanh Ngoan, chào Kiều Tuấn này, chào toàn thể anh chị mình trên ba miền Tổ quốc đang xem buổi live stream hôm nay. Đấy, có thể là hôm nay mạng hơi kém một xíu, nhờ mình thông cảm cho em nhé. Đấy, cứ theo dõi buổi live stream này đi. Và chưa có gì mà chưa rõ về hình ảnh âm thanh, cứ nhắn tin trực tiếp cho em qua hai số này 0343 54099 0347 701 77 để em Tùng
tư vấn thêm nhé. Đây con AVL 216 này báo giá đầu của livestream này. AVL 216 giá bằng con Morning thôi, 215 triệu đồng. Đấy, màu bạc. ASEAN 209 160 triệu đồng. Tư nhân chính chủ 14 Quảng Ninh đây. La sáng đúc lốp láp đẹp, máy số keo chỉ sơn xi còn đại chất luôn. Đấy, một dòng tập lái sedan này đâu. Rất là phù hợp cho anh chị quý mình để tham khảo nhá. Cành mẫu ASEAN 209 rồi. Tiếp tục báo giá anh chị mình một mẫu ASEAN đời cao đây. Hyundai ASEAN 219, tư nhân chính chủ 98 Bắc Giang. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này, xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện. Đấy, giải đèn led phía dưới đây, cần đèn gầm phá xưng tiêu chuẩn, giải đèn led độ rất đẹp này. Tư nhân chính chủ 98 Bắc Giang. Đăng ký đăng kiểm còn rất là dài, đăng ký đăng kiểm đến tháng 9 năm 2023. Cam lùi cam hành trình. Đấy, màn hình cỡ lớn. Vô lăng túi khí tích hợp có nút điều khiển trên vô lăng nhá. Con này thì bên em đang bán được cửa tiền là 395 triệu đồng thôi. 395 triệu đồng. Bao suất hồ sơ hỗ trợ trả góp cho đại đình mình ạ. Đây, Santa Fe giá bằng con Morning đây, 315 triệu đồng. Santa Fe 207 này báo giá rồi này. Honda CRV 5 chỗ này. Đấy, 5 chỗ nhá, 405 triệu đồng này. Đấy, rất là nhiều tin nhắn đang gửi về fanpage cho em nhé. Cảm ơn chị mình rất là nhiều nhá. Đây Vi tiếp tục, đây Vi Vante này. Vi Vante số động tư nhân chính chủ 34 Hải Dương. Con này thì bên em đang giao bán với cửa tiền cho đại gia đình nhà mình là 190 triệu đồng. 190 triệu đồng, số động 2.0. Đây 7 chỗ gia đình. Đây hai chiếc Fios này thì báo giá rồi này. Bản E2 16 số sàn 360 triệu đồng. Và bản G số tự động 217 và 405 triệu đồng. Đấy, rất là đẹp luôn. Để em xem góc này có những đầu xe nào, mẫu xe nào để tiếp tục báo giá cho đại đình nhá. Anh có con Vios trắng đâu nhỉ? Con Vios trắng 2018 đâu? Vâng. Sao mời đến anh Công ạ? Tiếp theo đây giới thiệu đại gia đình này. Vâng. Kia Morning 216 hatchback 1 đầu. Đấy, 216 đăng ký bánh 218, động cơ 1.25 số sàn. Đấy, con này thì bên em đang bán với cửa tiền gia đình mình là 190 triệu đồng thôi. Đấy, đời cao mà có 190 nhá. Tuy nhiên chính chủ 34 Hải Dương này. Vâng, chào bác Lư Hoàng, chào bác Đức Lê ba. Chào đây mình ạ. Tiếp theo đây này, Mazda 626 nhá. Mazda 626 2004 2.0 số sàn. Đấy, một mẫu xe bền bỉ đến từ Nhật đây. Đấy, động cơ 2.0 trang bị là la xăng đúc có vành đĩa chống bó cứng ABS. Máy số keo chỉ sơn xi còn zin nhá. Đấy, con này bên em đang bán được tiền là 145 triệu đồng. Đấy, chung chỗ này này. Đây, chiếc này tiếp tục ở chỗ này này, giới thiệu anh chị mình mấy dòng số động nhá. 235 triệu đồng cho mẫu Kia Morning 2009, đăng ký vào năm bánh năm 2010, động cơ 1.0 máy eco nhá. Điều hòa auto cần suối rắc, la xăng đúc có vành đĩa chống bó cứng ABS rồi. Đấy, xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện. 235 triệu đồng. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi thì bao zin cho đại mình ạ. Chắc Trung Cao Bằng này, chắc Đoàn Mạnh này, chắc Nguyễn Trường, chắc Bá Thủy. Đây, tiếp tục đây là một mẫu số động như lành quanh 200 mình cùng xem của em nhé. Kia Morning, Kia Bride 2008, đăng ký là bánh tại Việt Nam năm 2010 nhé. Nhập Hàn nguyên chiếc 2008. Xe này trang bị cặp đèn pha halogen chiếu sáng đa chiều này, gương kính cụp xe điện, vô lăng túi khí, tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng nhé. Kia Bride 1.4 số tự động. Đấy, bên chợ ô tô đầu mối Hải Dương đang bán với cửa tiền là 225 triệu đồng mình nhé. 225 triệu đồng. Bao rút hồ sơ cho mình ạ. Đấy, thì góc này thì em mong báo giá là khá nhiều xe này. Để xem ở trong góc này còn mẫu nào cho giá mình cùng tham khảo xuống em này. Vâng, chào bác Phạm Hồng Quang này. I10 216 báo giá rồi này. À đây, Gentra 209 nhá. Gentra 209 1.4 số sàn, tư nhân chính chủ 20 Thái Nguyên đây. Xe là trang bị cặp đèn pha công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi. Máy số keo chỉ sơn xi còn đại chất. Đăng ký đăng kiểm còn dài. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Sedan hai đầu màu đen. Rất phù hợp cho anh chị quý vị nào mà đang có nhu cầu tập lái nhá. Muốn chọn cho mình một chiếc sedan hai đầu, tham khảo cho em chiếc này đi gia đình ơi. Cạnh mẫu Gentra 209 rồi này. Báo giá gia đình nhá. Toyota Vios. Toyota Vios nồi đồng cối đá 2010. 1.5 số sàn. Đấy là răng đúc phay 4 bánh này. Xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện.
Đấy, một dòng xe rất là lành, đấy, rất là bền bỉ nhá, rất là tiết kiệm, đến từ nhà Toyota đấy. Toyota Vios 2010, 195 triệu đồng của gia đình nhà mình. Kênh mẫu Toyota Vios này tiếp tục báo giá mình những dòng xe tầm tiền tầm trung để mọi anh chị quý mình đều có khả năng mua cho mình những chiếc xế yêu nhá. Tiếp tục đây, Hyundai Grand i 10 bản đổ 2014, đăng ký là bánh 2016, động cơ 1.0 số sàn, bản đổ phun kịch thì được trang bị la giáng đúc, phanh địa chống bó cứng ABS, xi nhan trên gương, gương kính cụp xe điện này. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi còn nguyên zin. 235 triệu đồng cho mẫu Hyundai Grand i 10 nhập ấn đến gia đình nhá. Đấy anh chị quý vị, các cô các bác đang xem buổi live stream ngày nay, hoan hỉ vui vẻ lên cho Thanh Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ đi đại gia đình ơi. Không mất tiền không bạc gì cả để lan tỏa buổi live stream hơn, để bước sóng này đến với những bác nào đang có nhu cầu mà muốn tìm những dòng xe từ 4 đến 7 chỗ thế bên em nhá. Có con Ford bán tải không em? Ford bán tải bên em tạm thời chưa có bác Quốc Chiến ơi, chào bác Trần Quang Hiến này. Chào Quốc Hiển, chào toàn thể anh chị mình vừa vào xem buổi live stream ngày hôm nay. Các bác nào vừa vào xem buổi live stream ngày hôm nay này, hoan hỉ vui vẻ cho Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ nhá, để lan tỏa buổi live stream hơn. Cảm ơn chị mình rất là nhiều này. Bác nào mới vào xem lần đầu nhá, hãy cho em xin một lượt like, một lượt theo dõi kênh fanpage chính thức của chợ ô tô đầu mối Hải Dương để không bỏ lỡ những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo bên em ạ. Vâng, thì ngay trước máy quay này xin giới thiệu anh chị mình một chiếc Toyota Vios nhá. Toyota Vios màu đen 2009, đăng ký và đăng bánh năm 2010, 1.5 số sàn, bản e xịn này. Con này bên em đang bán với cửa tiền 210 triệu đồng thôi. Đấy, hôm nay rất nhiều xe, góc này hơi chật, hơi khó quay một xíu này. Các bạn nào quan tâm nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em nhé, để em gửi hình ảnh video chi tiết nhất của em nói mình cùng tham khảo này. Vâng, chào Tạ Hữu Xuyến này. Đấy, ok, đã chia sẻ rồi, cảm ơn bác Trần Đức Anh, cháu Chất Huyền, chào Đại Đình mình ạ. Đây, tiếp tục là Chetty nhá. Thì hôm nay bên em mới về một mẫu La Chetty. La Chetty 2011, đăng ký bánh 212, 1.5 số sàn, 176 triệu đồng. Đấy, rất nhiều đồ chơi rồi. Cặp đèn pha trang bị bi cầu hải la sáng đúc lốp láp đẹp. Đấy, màn hình cova điều hòa đông lạnh hai chiều, rét sâu rét buốt, nội thất ghế da đẹp. Đấy, 175 triệu đồng rồi nhá. Sedan hai đầu có 170 thôi. Còn bớt còn thương lượng cho anh chị quý vị mình. Đấy, vô lăng ba chấu này. Nội thất ghế da đẹp nhá, gương kính chỉnh điện 4 cánh. 176 triệu đồng cho mẫu Toyota, à cho mẫu La Chetty em đang giới thiệu đây ạ. Đây, cạnh mẫu La Chetty 2011 rồi. Em xin báo giá anh chị quý mình nhá. Toyota Vios bản Toyota Vios 2018, số động bản G nhá. Bên em đang bày bán mẫu này với cửa tiền 515 triệu đồng. Đấy, 1.5 số động, la sáng đúc, phanh địa chống bó cứng ABS 4 bánh. Tư nhân chính chủ 99 Bắc Linh, quê hương con gọi chữ tình đây. Đấy, máy số keo chỉ sơn zin, bao zin. Đấy, cam kết anh chị quý vị gia đình nhà mình nhá. Đấy, cam kết bao zin, bao test hãng trên toàn quốc, có i12/2012 không? Xe đẹp nhỉ. Vâng, cảm ơn bác Bình Hoàng rất là nhiều này. Chào bác Hoàng Tấn Son, cháu Lưu Bùi. Cháu Tạ Hữu Xuyên ạ. i12/2012 không có nhá. i10 thì bên em đang có là 208 này, 214, 215, 216 này. Nếu bác quan tâm cái form của 2012 nhá, thì bác quan tâm cái chiếc này đi. Đấy, i12/2008 đây. 135 triệu đồng số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi, tư nhân chính chủ 29 Hà Lợi Phố. Máy số keo chỉ sơn xi còn đại chất nhá. Xe tập lái lanh quanh 130 thôi. Rồi, nhà mình đang xem buổi livestream hôm nay này. Em Tùng xin phép gia đình nhà mình. Đấy, lên sóng livestream lanh quanh chỉ tầm 30 40 đến 50 phút thôi. Đấy, xin gia đình mình mỗi người chút thời gian thôi nhá. Đấy, để báo giá những đầu xe bên em đang có nhá. Còn để mà quan tâm sâu nữa này thì nhà mình cứ nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em. Vì xe em rất là nhiều luôn ạ. Bận 80 đầu xe, nếu mà con nào cũng quay chi tiết thì là rất là mất thời gian của anh chị quý vị gia đình mình. Đấy, em chỉ xin từ 35 đến 40 phút thôi để mình cùng tham khảo những đầu xe bên em đang có nhá. Cảm ơn gia đình rất là nhiều này. Đây, Grand Trax nhá. Grand Trax 2009 1.2 số rộng màu đỏ đuôi. Con này thì bên em ra bán với cửa tiền 220 triệu đồng. Đấy, la răng đúc này, lốp láp đẹp. Máy số keo chỉ sơn xi còn đại chất luôn, tư nhân chính chủ 34 Hải Dương. Đấy, 1.2 số động, Grand Trax 2010 của anh chị quý vị gia đình nhá. Đây, Zondo này, 2016, đăng ký 2018, 470 triệu đồng. Moaling bản đổ 2014, đăng ký 2016, full bản full kịch nhá, 235 triệu đồng. Đấy, thì góc này thì em đã báo giá hết rồi này. Đấy, góc này em đã báo giá hết rồi. Em xem đầu này có góc nào chưa báo giá mình không. Đây nhá, quay kỹ i12/2008 xem nào.
Đấy, ok nhá. Đấy, ok, quay kỹ M208 xem nào nhá. 135 triệu đồng nhá. Anh tham khảo cho em mọi này đi. Tập lái 208 nhá, bác tài Hữu Xuyên ơi. Xe thì mang động cơ 1.0 số sàn 4 máy nhá. Đấy, tư nhân chính chủ 29A Hà Nội phố này. Xin nhan trên sườn này. Đấy, đèn pha còn khá là sáng và đẹp. Nhờ bạn tiết kiệm nguyên liệu bền bỉ nhá. Đấy, phong dáng cũng khá là thanh thoát đây. Đấy, 2008 này. 1.0. Máy số keo chỉ sơn xi lộ chất cũng rất đẹp. Đấy, bác tài Hữu Xuyên mà quan tâm mẫu này nhá, nhắn tin trực tiếp qua Facebook cho em đi. Em gửi hình ảnh video chi tiết này cho nhá. Đấy, cảm ơn bác tài Hữu Xuyên rất nhiều ạ. Vâng, cháu Trần Tiệp này. Bên mình có Atip 210 xoáy vàng không em? Atip bên em chưa có rồi anh ạ. Đấy, bác mà đang quan tâm dòng Atip nhé, cứ cho em xin một lượt like, một lượt theo dõi kênh fanpage chợ ô tô Lồng Hải Dương đi. Nào đầu Atip, nào xoáy vàng thì em liên hệ trực tiếp cho bác nhá. Vâng, thì ngay trước máy quay đây, một mẫu xe màu be của gia đình nhá. Kia Morning 216 đăng ký đánh bánh 2017, 1.254 máy số sàn. Đấy, đời cao bây giờ em bán với cửa tiền 195 triệu đồng thôi. 195 triệu đồng bao rút hồ sơ. Tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng nhé. 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Hồng Đỏ. Có Atit 210 số sàn không em? Atit 210 số sàn em tạm thời chưa có rồi nhé. Đấy, cho em xin một lượt like, một lượt theo dõi kênh fanpage của chợ ô tô Lồng Hải Dương đi, để không bỏ lỡ những video giới thiệu sản phẩm cũng như là mỗi buổi tối lên sóng báo giá nhé. Đấy, vâng, thì ngay trước máy quay này, xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình Kia Morning 211 nhé. Kia Morning 211 động cơ 1.1 số sàn. Đấy, 5 chỗ nhỏ gọn, tập lái có 130 thôi, full đồ chơi rồi. Màn hình OLED này, cam lùi, cam hành trình này, màn hình cova này. Đấy, đèn pha bi cầu la răng đúc tăm nhé. Con này bên em đã bán 135 triệu đồng, tập lái có 130 gia đình mình. Đấy, thì ngay đây này, số động anh quanh 200 nhé, tham khảo cho em này đây. Kia Morning 210 số động đăng ký là bánh 213. Con này bên em đang bán với cửa tiền cho mình cùng tham khảo là bao nhiêu. Con này là 230 triệu đồng. Đấy, nhiều xe quá giờ không nhớ này. 235 triệu đồng nhá. Đấy, SX đủ phun kịch. Đấy, có chỗ 7 cho xem 7 chỗ máy dầu. Ok bác, 7 chỗ máy dầu có một chiếc nhá. Captiva 7 chỗ máy dầu bên em có một chiếc này bác Duyên Lê ơi. Quan tâm cho em chiếc này đi. Đấy, ô tô mà không mất đồng xăng nào đấy nhá. Quan tâm cho em chiếc 7 chỗ máy dầu này. Đây, 7 chỗ máy dầu đây. Chevrolet Captiva màu vàng 2009, 315 triệu đồng nhá. Xe này mang động cơ 2.0 số sàn. 2.0 số sàn 7 chỗ máy dầu nhá. Vô cùng là kinh tế, vô cùng tiết kiệm nguyên liệu cho mình cùng tham khảo đây. Cặp đèn pha bi cầu này, đấy, đèn pha bi cầu này. La răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng AVS nhá. Hỗ trợ khởi động ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo. Đấy, cảm biến điện tử chống trơn trượt. Đấy, cho mẫu Captiva 2009 máy dầu 2.0 nhá. Đấy, bác Duyên Lê đang quan tâm dòng máy dầu nhá, quan tâm chiếc này này. Vâng, cháu Nguyễn Xuân Lượng, chào Đại Đình mình ạ. Asen 209, Asen 209 thì em đã báo giá rồi này. Chiều cao cốp Y1208 cao được 1m0. Ok anh Thạch Xuyên ơi, anh có quan tâm sâu thế nhá. Đấy, anh quan tâm sâu thế này. Để tiệu nữa thì em sẽ gửi cho anh video chi tiết của con này nhá. Ở những thông số kỹ thuật của hãng của con Y1208 này cho anh tham khảo nhá. Ồ, góc này là báo giá hết rồi này. Đấy, góc này báo giá hết rồi này. Đấy, thì hôm nay là do lỗi kỹ thuật nhá. Do lỗi kỹ thuật là đường truyền mạng hơi kém này. Đấy, thì em xin ngừng buổi báo giá sớm ngày hôm nay tại đây để xem lại hệ thống đường truyền. Cảm ơn gia đình mình đã xem đến lúc này nhá. Đấy, giá thì xem thì báo hết rồi. Và bác nào quan tâm sâu này, là quan tâm sâu nữa nhá, để lại cho em bình luận comment hoặc gọi điện cho em qua hai số hotline đi để em tư vấn sâu lên cho mình với những đầu xe hiện đang có bên em này. Đấy, vâng, cho Khánh Trắng này, chào bác Thanh Tùng này. Asen 209 bạn ơi, Asen 209 bên em có hai con nhá, 209 đang có hai con. Đấy, loanh quanh là 160 lại gia đình mình ạ. Vâng, cháu Quang Xuân này. Đấy, cháu Khánh Trắng này, cháu Tạ Hữu Xuyên, cháu ô tô Cao Biển. Chào toàn thể anh chị mình đang xem buổi livestream ngày nay nhá. Đấy, đây đây. Ô, vâng, đây nhá, xin giờ báo giá anh chị quý vị mình này. Đấy, còn một chiếc này báo giá lốt nhá.
Còn một chút này báo giá lốt thì mình này, 5 chỗ sedan đầu phân khúc hạng C, La Chetti Ceric 2010 nhá. Con này thì bên em đang bán với cửa tiền là 250 triệu đồng. Đấy, bao rút hồ sơ cho anh chị quý mình. Đấy, máy số keo chỉ sơn xịt còn nguyên gì. Đấy, vừa rồi nó đã báo giá hết 70 đồng. Ô tô hiện đang có chạy cho ô tô đồng mới Dương. Cảm ơn anh chị mình đã theo dõi đến bây giờ buổi bước sóng này anh chị mình này. Đấy, xin lỗi mình vì hôm nay là đường truyền hơi kém nhá. Đấy, có vé đời cao không, có vé đời cao nhá. Đấy, bên này thì mạng hơi kém này, thấy đường truyền hơi kém. Em xin dừng buổi livestream tại đây nhé, sẽ trả lời tất cả những bình luận anh chị quý vị và mình. Cảm ơn anh chị quý mình đã xem hết video này. Hãy xin chào, gặp lại gia đình vào ngày mai.